Thưa quý vị, chương trình truyền hình ngày thứ năm 27 tháng 12 trên kênh 7. Mời quý vị theo dõi những tiết mục sau: 5 giờ 5 phút chiếu phim phim truyện Đức Mô tô cảnh sát tập 21, 6 giờ phim hoạt hình Toon Disney, 6 giờ 30 phút chào ngày mới, 7 giờ đất nước mến yêu bên hồ Đắc Minh, 7 giờ 20 phút ngày chủ nhật của em, 7 giờ 50 phút kịch thiếu nhi ABC nào cùng học, 8 giờ 15 phút em yêu khoa học cơ thể con người, 8 giờ 30 phút chuyện lạ bốn phương, 9 giờ phim tài liệu vi chất nhưng không nhỏ, 9 giờ 20 phút chiếu phim phim truyện Việt Nam Bông Hồng Trà tập 7 và 8, 11 giờ câu lạc bộ thể thao, 11 giờ 25 phút văn nghệ thiếu nhi vườn âm nhạc, 12 giờ chiếu phim phim truyện Trung Quốc Những Người Bí Ẩn tập 21 và 22, 13 giờ 45 phút giai điệu bốn phương, 14 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Hàn Quốc Tìm Mẹ tập 16, 15 giờ 20 phút Thế Giới Giải Trí, 15 giờ 40 phút Khoa Học Và Đời Sống lễ đón đoàn đại biểu Đông Nam Á, 16 giờ Thế Giới Đó Đây bí mật về El Dorado, 17 giờ chiếu phim phim truyện Mỹ 7 ngày về quá khứ tập 7 và 8, 18 giờ bản tin kinh tế, 18 giờ 15 phút chiếu phim phần tiếp theo, 19 giờ những người bạn nhỏ, 19 giờ 30 phút bác sĩ gia đình, 19 giờ 50 phút tin thế giới, 20 giờ chương trình hát với ngôi sao, 21 giờ chinh phục đỉnh Everest, 21 giờ 10 phút ký sự huyền bí sông Hằng, 21 giờ 20 phút chiếu phim phim truyện Việt Nam KTX tập 17, 22 giờ 15 phút tin trong nước, 22 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Sóng Gió Cuối Triều Minh tập 22, 23 giờ 30 phút sức khỏe gia đình, tin cuối ngày, tin thế giới, tin thể thao.